Phần tiếp theo mời các bạn trở ra phần Iki, đó là phần đọc. Mời các bạn dở sách giáo khoa trang 29. Cô sẽ chữa điển hình một cái bài đọc tương đối là khó trong phần bài học của mình. Trước tiên thì các bạn theo dõi nội dung của bài đọc. Hankuk muốn hắc sarang huyun mô chip, tức là gì ạ? Tuyển hội viên. Sarang đây là yêu văn học Hàn Quốc. Vậy thì ở câu đầu tiên thì trước khi dịch một câu từ tiếng Hàn sang tiếng Việt thì các bạn chú ý là chúng ta phải xác định được cái động từ này, tân ngữ hoặc là gì, các cái trạng từ ở trong câu. Ví dụ câu này thì chúng ta sẽ chú ý là gì? Câu này sẽ có mô chip ham ni ta, chính là động từ. Các bạn sẽ dịch từ đây lên tuyển. Shinip hewon là tuyển hội viên, hội viên mới. Eso là gì? Ở câu lạc bộ yêu văn học Hàn Quốc, có tên là câu lạc bộ biên dịch văn học Hàn Quốc. Hankuk muốn hắc sarang eun. Chúng ta chú ý ở cái những cái trợ từ như thế này để các bạn phân đoạn dịch. Ở đây chính là chủ ngữ của câu nhé. Hankuk muốn hắc sarang. Thế thì cái câu lạc bộ này và kết thúc của câu này là imnida. Mà cái cấu trúc của câu imnida thì các bạn sẽ dịch từ đuôi lên. Cho nên câu này các bạn sẽ dịch là yêu văn học Hàn Quốc. Đây là một cái câu lạc bộ còn nhỏ, câu lạc bộ biên dịch. Pakkeokta. Pakkeokta tức là gì? Các bạn đã học cái biểu hiện này ở trong cái phần ngữ pháp, đó là duy nhất, đúng không ạ? Hay là nếu mà dịch sát nghĩa là không có ngoài, đúng không ạ? Chỉ gì đấy, có Hana là duy nhất ở gì? Có Hana là duy nhất ở trường của chúng ta. Ý chân nhau vượt thôi, chỉ chắc thế sao? Nó được bắt đầu từ năm 2000. Ồ đê, chế kì, huê quân mô chíp hà kê tuyệt sân nhì đạ. Và cho đến bây giờ là đã tuyển được hội viên kỳ thứ 10. Chắc. Đấy là cái đoạn đầu tiên, các bạn chú ý như vậy. Sang đoạn tiếp theo. Hàn Quốc muốn hắc sa rang nhì xó nơn. Hàn Quốc 좋은 muốn hắc chắc phung mưu yên gộ. Hàm kê thà thô đôn hàm mì tà. Thì các bạn chú ý là ở câu này chúng ta sẽ phân đoạn cách dịch là gì? Ở đâu ạ? Ở cái câu lạc bộ yêu văn học Hàn Quốc này thì chúng ta có hai việc mà có thể làm ở đây. Thứ nhất là gì ạ? Đọc các cái tác phẩm văn học hay của Hàn Quốc và hàm kê thô đôn hàm mì tà, cùng nhau thảo luận. Dạ. Câu thứ hai, kriko và môn hắc chặt phu mê phê tên mò rô hôn nhóc hâm nì tà. Câu này là một câu đơn khá đơn giản. Chúng ta dịch là các bạn sẽ cùng biên dịch các cái gì tác phẩm văn học sang tiếng Việt. Tôi liền ê hàn môn xích hôn nhóc chặt phu mê phạm phiêu huy rư nhầm nì tà. Và cái câu lạc bộ này thì sao ạ? Nó được mở gì đấy? Ban phiêu huy là gì ạ? Mở những cái buổi thuyết trình tác phẩm văn học. Là xích ở đây là gì? Thể hiện sự đều đặn, tức là cứ một năm là một lần. Ode một tuần nữa, chắc phum ban phiêu hề Hàn Quốc xin nhiều cho tới Hàn sinh các gì đã và dự định là sẽ mời xin là gì ạ? Xin là một cái từ Hán thì các bạn chú ý. Si thì thường hay nghĩa là thi và in là nhân. Xin đây hiểu nghĩa là thi nhân. Dịch nó thuần Việt hơn một chút thì có nghĩa là các nhà thơ, mời các cái nhà thơ Hàn Quốc gì đến với cái buổi thuyết trình. Tiếp theo là ở cái đoạn kết thì chúng ta xem phần này là có câu gì. Hàn Quốc muốn hăng gơi xa đăng hào gụ. Phần nhớ cân bèo cô xí phân mà nâng phun tử đơn kỳ tà đi kết xì mì tà. Kết lại của cái đoạn thông báo này là các bạn chú ý là có từ kỳ tà đi kết xì mì tà là gì. Chúng tôi sẽ rất là mong đợi mà nâng phun là gì ạ? Những cái người mà gì muốn học biên dịch và có tình yêu đối với văn học Hàn Quốc. Xin chân kỳ gan là gì? Thời gian, đúng không ạ? Thời gian là từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9. Và xin chân trang dô là gì ạ? Địa điểm đăng ký sẽ là gì? Hội quán sinh viên ở phòng số 304. Đó, vậy thì ở cái bài đọc đầu tiên của bài học số 1 thì chúng ta thấy rằng nội dung cũng khá là đơn giản. Câu dịch thì cũng không quá khó. Thì các bạn, nếu như trong trường hợp các bạn không hiểu cái nội dung bài này thì các bạn hãy xem cái phần này để chúng ta cùng có cái kết quả học tốt hơn.